thì đã quen nhau gần 2 năm rồi. Lúc đầu thì hai anh em khá quý mến nhau và hay tâm sự, sau đó thì càng nói chuyện nhiều thì mới cảm thấy là đồng cảm và cùng suy nghĩ, cùng lối sống, tư tưởng. Cho nên là sau một khoảng thời gian thì anh ấy đã cưa cẩm mình và mình cũng vì đã quý từ đầu cho nên là mình cũng đón nhận cái tình cảm đấy một cách tự nhiên và mình cũng yêu từ lúc nào không biết.